Mình đã từng nghĩ đồng hồ thông minh cho trẻ em là không cần thiết, nhưng sau sự kiện thương tâm thời gian gần đây, đó chính là một bé bị bỏ quên lại trên xe đưa đón, thì mình đã thay đổi suy nghĩ này. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về chiếc đồng hồ Boss Slack KidWatch E3, một sản phẩm mà mình tin chắc rằng sẽ khiến các bậc phụ huynh yên tâm hơn rất nhiều. Trước khi bắt đầu, mình xin chia sẻ một chút là có thể trên thị trường các bạn sẽ gặp đồng hồ 360 E3 nhìn cũng rất giống chiếc này. Thì thực ra 360 là công ty sản xuất ra sản phẩm, còn Boss Lab là tên họ sử dụng cho thị trường quốc tế. Nên là nếu bạn có gặp thì cũng không có gì phải lăn tăn nha. Tính năng nổi bật nhất của Boss Lab KidWatch E3 chính là khả năng giám sát trực tiếp qua video. Với camera 20MP và kết nối 4G, bố mẹ có thể quan sát môi trường xung quanh của con mình bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng trên điện thoại. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe, bố mẹ có thể ngay lập tức phát hiện và có biện pháp ứng cứu kịp thời. Hay trong một số trường hợp khẩn cấp thì ngoài việc gọi cho bé thì việc có video sẽ giúp cha mẹ dễ dàng tìm kiếm vị trí hơn. Cách sử dụng khá dễ, bạn chỉ cần mở ứng dụng Safety Watch trên máy của bố mẹ, chọn trang chủ, chọn vào tên bé, sau đó nhấn dấu cộng và chọn giám sát video để sử dụng tính năng này. Trong này cũng sẽ cho phép bạn thực hiện gửi ảnh cho bé hoặc là thực hiện cuộc gọi video. Trong phân khúc này, khi đánh giá về chất lượng hình ảnh thì mình thấy camera của Boss Lab KidWatch E3 có độ chi tiết và màu sắc tốt hơn, độ trễ khi gọi video là tương đương với các đồng hồ khác. Sự an toàn của chiếc đồng hồ còn thể hiện ở nút SOS, cũng chính là nút nguồn bé chỉ cần giữ liên tục trong 5 giây là tín hiệu cầu cứu sẽ được tự động gửi đi cho bố mẹ kèm vị trí. Chúng ta có thể kết hợp thêm giám sát video để biết chính xác môi trường xung quanh của bé đang thế nào, có nguy hiểm hay không. Thực sự theo mình thấy là những tính năng mà Boss Lab KidWatch E3 mang lại đều rất thực dụng và cực kỳ hữu ích, giúp cha mẹ yên tâm hơn về con mình. Khả năng định vị trên Boss Lab KidWatch E3 được cải thiện độ chính xác nhờ thuật toán AI. Ok, mình sẽ test trực tiếp tính năng này và như các bạn thấy, mình đang ở ngoài công viên. Như mọi người thấy thì đây là định vị trên app. Đây, chúng ta đang ở là công viên vui chơi giải trí ẩm thực An Sương. Và mình sẽ bật qua Google Maps. Đây, các bạn thấy là đúng là công viên An Sương luôn. Tức là định vị của nó giống Google Maps, là cực kỳ chính xác. Định vị như vậy là rất tốt rồi, các bố mẹ khỏi lo nha. Tính năng dù thông minh tới mấy cũng chỉ hoạt động khi đồng hồ còn pin. Với E3 chúng ta có viên pin lớn 850mAh, cho phép hoạt động trong khoảng 3 ngày nếu sử dụng cơ bản. Còn nếu dùng nhiều thì cũng khoảng 1 ngày rưỡi mới cần sạc lại. Có một điều cần chia sẻ với các bạn là mình đã từng trải nghiệm những chiếc đồng hồ trẻ em khác trên thị trường có mức pin tầm khoảng 900 cho tới 1000mAh và rất tiếc là chúng chỉ trụ được tầm khoảng 1 ngày mà thôi, nên là 1 ngày rưỡi trên E3 đã là rất tốt rồi. Vừa rồi là chúng ta đã đi qua những tính năng để đảm bảo sự an toàn cho bé, còn bây giờ mình sẽ nói thêm một chút về mặt thiết kế của đồng hồ. Boss Lab KidWatch E3 được bo cong ở các góc không gây nguy hiểm cho bé, trọng lượng cũng không quá nặng để bé đeo thoải mái trên tay. Nếu so sánh với các đối thủ cũng có 4G màn hình màu thì em này đang là nhỏ nhất và mỏng nhất. Phần dây đeo được làm từ silicone mềm mại không gây kích ứng da và khó chịu cho trẻ. Đồng hồ được trang bị khả năng kháng nước IPX8 nên không sợ điều kiện thời tiết, khi bé đi rửa tay cũng không cần phải tháo đồng hồ. Nhưng theo mình biết là nhà sản xuất không khuyến cáo đeo đồng hồ đi bơi và lỡ có vào nước cũng sẽ không bảo hành, nên mọi người đừng nên lạm dụng. Để sạc lại đồng hồ thì bạn chỉ cần tháo nắp cao su ở dưới ra, sẽ có luôn cổng micro USB để sạc. So với thế hệ trước là 500, bây giờ chúng ta đổ qua cổng sạc cho cảm giác cắm là chặt hơn, chỉ hơi tiếc là chưa có USB-C mà thôi. Nếu sợ các thông báo trên đồng hồ có thể làm sao nhãng khi bé học tập thì E3 cũng có chế độ học tập. Bạn có thể thiết lập khung giờ học tập mỗi ngày. Khi ở chế độ này thì đồng hồ sẽ chỉ cho phép xem giờ và nhận cuộc gọi. Tất nhiên như những đồng hồ cho trẻ em khác thì các bạn có thể thiết lập được danh bạ trên đồng hồ. E3 có thể lưu tối đa 50 số trong danh bạ, đồng thời có thể thiết lập để bé chỉ nghe gọi từ những số có trong danh bạ mà thôi. Người ngoài không thể nào gọi tới được. Chúng ta còn có thể thiết lập được quyền cho từng người trong danh bạ nữa. Quyền cao nhất là admin, tức là dùng mọi tính năng. Tới người nhà thì được định vị, trò chuyện và gọi điện. Còn quyền bản thân là chỉ có trò chuyện và gọi điện mà thôi. Nói chung mình thấy Boss Lab KidWatch E3 được trang bị nhiều tính năng thông minh và cũng đảm bảo được tính an toàn nhất cho trẻ. Tới đây mình cũng xin kết lại video. Boss Lab KidWatch E3 không chỉ là một chiếc đồng hồ thông minh mà nó còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy giúp bố mẹ bảo vệ con yêu của chúng ta khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Và đây thực sự xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các bậc phụ huynh. Rồi các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới và bình luận cho mình biết nhé.